Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 77 ngày 21. Chúa có quyền trên sự chết và sự sống. Kinh Thánh Luca đoạn 7 câu 11 đến câu 17. Câu ghi nhớ Luca đoạn 7 câu 14 phần B. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 7 câu 11 đến câu 17. Luca đoạn 7, Kinh Thánh Tân Ước trang 64 câu 11 đến 17. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Na-in. Có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của mẹ quá kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà quá ấy. Chúa thấy động lòng thương xót người mà phán rằng: Đừng khóc. Đoạn Ngài lại gần rờ quan tài thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này đồn ra khắp xứ Giu-đê và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa. Ở đây chúng ta thấy rằng có một người đàn bà quá. Đàn bà quá là sao các em? Là người này đã, chồng người này đã bị chết rồi. Người này chỉ còn lại một mình, không có chồng. Rồi con trai một, có nghĩa là người này có một người con trai thôi, không có người con nào khác. Mà bây giờ người con này bị chết và người ta khiêng người chết này đem đi chôn. Và chúng ta thấy rằng rất là đáng thương cho người đàn bà quá này. Không có chồng, bây giờ chết con rồi, không có con nữa. Rất là đáng thương. Và Chúa Giêsu thấy thì Chúa Giêsu động lòng thương xót. Và Chúa Giêsu đã làm gì? Chúng ta xem ở trong câu chuyện nhé. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ ở trong câu 14 phần B. 14 phần B. Câu 14 phần B. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Chờ dậy có nghĩa là ngồi dậy đó. Chúng ta đọc lại câu ghi nhớ. Ngài bèn phán rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Trong phần tìm hiểu, khi Chúa Giêsu đến gần cửa thành, người ta khiêng ai? Câu 12. Họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của mẹ quá kia. Người ta khiêng ai? Người con trai một của bà quá bị chết. Chúa Giêsu làm gì? Em hãy nói các cụm từ sau vào câu cho đúng với Kinh Thánh nhé. Chúa Giêsu đã làm gì các em? Chúng ta thấy Chúa Giêsu có làm lơ không?
À không, Chúa Giêsu đã thấy. Chúa Giêsu đã thấy. Rồi Chúa Giêsu gì nữa? Động lòng thương xót, có nghĩa là Chúa Giêsu đau xót tận tấm lòng, thương xót lấy người đàn bà quá này cũng như người trai trẻ bị chết. Trò chuyện với dân chúng, Chúa Giêsu có trò chuyện với dân chúng trong lúc này không? Không. Chúa Giêsu làm gì nữa các em? Chúa Giêsu lại gần rơ quan tài. Chúa Giêsu lại gần rơ lấy cái quan tài. Rồi biểu người chờ dậy, biểu người trai trẻ, biểu cái xác chết đó đó chờ dậy hay ngồi dậy. Ở đây chúng ta thấy cái những cái hình đây. Khi Chúa Giêsu đây, Chúa Giêsu đến cửa thành, thấy người ta khiêng một cái người chết ra. Và đối với người Do Thái thì người ta quấn cái xác chết lại và tẩm thuốc rồi chôn ở trong mộ, có thể mộ bằng đá, cho nên người ta không có đóng kín cái nắp hòm, nắp quan tài lại giống như ở Việt Nam chúng ta ha, ta để như vậy đó, rồi người ta khiêng đi. Khi Chúa Giêsu thấy như vậy, Chúa Giêsu động lòng thương xót và Chúa Giêsu lại gần, Chúa Giêsu rờ lấy cái quan tài, và người ta đã dừng lại. Rồi sau đó Chúa Giêsu bảo rằng: Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Chúa nói với cái xác chết, nói với cái người trai trẻ bị chết này đó, hãy chờ dậy. Và thế là người này mở mắt ra, ngồi dậy, và Chúa Giêsu giao lại cho người mẹ đó. Và chúng ta biết rằng người mẹ rất là vui mừng, bởi vì con của mình được sống lại rồi, và họ đã cảm ơn Chúa Giêsu. Và rồi cả đoàn dân vui mừng, và họ loan tin cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu đã chữa lành cho người trai trẻ này. Người chết như thế nào các em? Câu 15, người chết bèn, người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Người chết vùng ngồi dậy, có nghĩa là ngồi dậy ngay tức thì, vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Chẳng những ngồi dậy mà người này bắt đầu nói nữa, có nghĩa là chứng tỏ rằng người này đã thực sự sống lại rồi. Trong bài trước chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu có quyền ở trên thiên nhiên, Chúa Giêsu dẹp tan cơn bão, Chúa Giêsu có quyền ở trên thiên nhiên, Chúa Giêsu đi bộ trên mặt nước, và Chúa Giêsu còn có quyền trên cả sự chết nữa. Chúa Giêsu có quyền trên thiên nhiên, Ngài còn có quyền trên cả sự chết, sự sống. Ngài đã kêu người chết sống lại trước sự chứng kiến của nhiều người. Chúa đã kêu người chết sống lại. Trong phần nhận biết, chỉ Chúa có quyền trên sự chết và sự sống, vì Ngài là đấng tạo hóa quyền năng. Chúng ta câu hết câu này rất là hay ha. Chỉ Chúa có quyền trên sự chết và sự sống lại, sự sống, vì Ngài là đấng tạo hóa quyền năng. Tạo hóa là gì các em? Tạo hóa là Chúa dựng nên vũ trụ, trời đất, con người. Và Chúa có quyền năng, Chúa tạo dựng nên con người, và Chúa thổi cái hơi sống vào trong lỗ mũi của Adam, và Adam thành một người sống. Và bây giờ chàng trai trẻ này bị chết, và Chúa đã ban cho người này sự sống trở lại. Chúa bảo người này sống lại, người này được sống trở lại liền. Chúa rất là quyền năng, Chúa có quyền ở trên sự sống, sự chết. Thực hành, em luôn tin Chúa
tin Chúa là đấng quyền năng. Ngài có quyền làm được mọi việc. Chúa giúp em nói về quyền năng của Chúa cho mọi người. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, xin cho con mạnh dạn nói về Chúa cho mọi người. Xin Chúa cho con luôn nhận biết Chúa là đấng toàn năng. Toàn năng có nghĩa là Ngài làm được mọi việc. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, xin cho con mạnh dạn nói về Chúa cho mọi người. Xin Chúa cho con luôn nhận biết Chúa là đấng toàn năng. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn kinh nghiệm Chúa là đấng toàn năng và chúng ta dạn dĩ nói về quyền năng của Chúa cho những người xung quanh chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.